chúng tôi xin bắt đầu phần giao lưu câu hỏi cùng quý vị liên quan đến câu hỏi Việt Nam và một câu hỏi như thế này thì nó ngang với cái việc là là Việt Nam có bao giờ tự lấy tay uh, chặt đi cánh tay cầm đũa hay không <laughs> và ý là như thế này quý vị tức là câu hỏi là Việt Nam có bao giờ uh, cho phép người Mỹ đóng các căn cứ quân sự hay không hoặc nếu không người Mỹ thì có thể là nước nào vâng tôi có thể quy rằng quy ra câu hỏi để ngang với việc là có bao giờ Việt Nam chúng ta uh, tự lấy cánh tay phải chặt cánh tay trái, tự lấy uh, súng bắn vào đầu gối hay lấy đá ghèo vào chân mình. Nhưng mà tôi không ngạc nhiên bởi vì nói thật ra ở trong chính nước của chúng ta cũng như là cộng đồng uh, của người Việt Nam ở hải ngoại và thậm chí cả những người nước ngoài đúng không ạ? Thì họ vẫn có một cái cái cái, cái suy nghĩ là nó phải phe phái, nó mới đã. Đúng không à. ạ? Tức là nó phải theo bên này nó phải theo bên kia, vân vân thì nó mới uh, ra ngô ra khoai. Thì đồng ý, trong đầu mỗi con người thì chúng ta bao giờ cũng có một cái sự thiên vị, đúng ạ? À? Hay là mình nói là mình thân hoặc mình thích một bên nào đó, con người cũng vậy thôi. À, thế nhưng cái câu chuyện liên quan tới cái vấn đề của đất nước chúng ta thì uh, tất cả mọi người khi hỏi những câu về Việt Nam phải lưu ý một cái vấn đề rất quan trọng, đó là đất nước chúng ta đã trải qua hàng nhiều nghìn năm đánh nhau. Và trong đó thì chúng ta có hai cuộc chiến lớn nhất và gần nhất Đúng ạ, đó là cuộc chiến với Trung Quốc và cuộc chiến với lại Mỹ Và bây giờ các quan hệ của chúng ta nó đều xoay quanh, nhạy cảm xoay quanh cái hai cái nhân vật này Cho nên là không thể có những cái câu hỏi là mang tính chất nó quá tuyến tính Đúng ạ, nó quá logic trái phải mà nó phải uh, như là chúng ta đang phải đi trên một cái uh, cái cung đường Đúng không ạ, nó rất là đẹp nhưng mà nó rất nguy hiểm chúng ta phải đu dây nó rất là hùng vĩ nhưng mà đó là một cái đu dây chúng ta phải lách qua một cái cánh cửa nó rất là hẹp nhưng mà nó rất là đáng giá để làm gì để chúng ta vơ vét được hai trăm lợi ích đúng quý vị chúng ta biết thừa một điểm rằng bây giờ chúng ta chỉ có thể nghiêng về bên nào ấy thì đơn giản chúng ta chỉ có được một trăm phần trăm đấy đấy là trường hợp mà tối ưu nhất cho quý vị nhé. còn nếu nói thật ấy mà Nghiêng về một bên thì có nghĩa rằng là xấu về bên kia Và lúc bấy giờ ấy mà thì không khéo rằng là cái bên mà mình nghiêng về ấy, Nó ăn được mình rồi ấy, thì ngay lập tức nó đá mình Và lúc bây giờ mình lại không được trăm phần trăm Mình chỉ được dâu ria Cuối cùng là mình lại bị cái thằng còn lại nó hành cho Đúng quý vị Chúng tôi chỉ nói thuần túy về vấn đề kinh tế thôi nhé Chứ tôi không nói về vấn đề chính trị, quân sự hay là các cái vấn đề tư tưởng này nọ bây giờ chúng ta Việt Nam chúng ta là một trong uh, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta về vấn đề nhập khẩu Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta về vấn đề xuất khẩu như vậy là kẻ hai thằng đấy nó đều lớn nhất của chúng ta còn tùy từng người ai nói rằng là xuất quan trọng thì người đến là thấy Mỹ quan trọng hơn mà ai nói nhập quan trọng thì thấy Trung Quốc quan trọng hơn nhưng mà có hơn có kém thì cả hai thằng nó đều là nhất thì bây giờ chưa nói đến chính sách của nhà nước chúng ta đúng không ạ Uh, thì chúng ta chỉ cần nói về một cái việc đương nhiên là bây giờ chúng ta đang ngồi ở giữa hai mâm gấp cả hai mâm thế mà bây giờ tự nhiên mình đã đi tuyên bố là ơi thôi tôi ngồi uh, uh, lên mâm trái mâm phải thì tự nhiên mình mất đi một mâm đúng không Dạy gì phải như vậy và hai cái thằng này ấy, nó đều mình muốn ngồi mâm nó và tất nhiên là nó không muốn ngồi mâm thằng kia uh, đúng ạ và nếu không được thì nó cũng không mình muốn ngồi mâm thằng nào hết có nghĩa rằng mình ngồi chung tất cả các mâm có nghĩa rằng cũng sẽ không có Ấn Độ, không có Nga, không có bất cứ bố con nhà nào đến đóng cái căn cứ quân sự ở nước chúng ta. Đấy, như vậy chúng ta thấy một cái vấn đề đấy nó rất là đơn giản, đúng không ạ? Chỉ cần mỗi yếu tố đó chúng ta sẽ thấy rằng là không cần phải bàn chuyện khác. Tuy nhiên thì tôi cũng bàn thêm. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng xem, Mỹ Trung thì đã kích hoạt các cuộc chiến thương mại rồi. Đúng quý vị? Mà nói thẳng ra, hai cái thằng này thì nó rất cần nhau. Đánh thì đánh nhau thế thôi, nhưng mà nó rất cần. Và nó cần thì bây giờ nó phải làm gì để nó tiếp tục buôn bán với nhau bởi vì sớm muộn thì chúng nó cũng oanh nhau để cho bàn dân thiên hạ xem đúng không ạ à, nó sẽ gạ là, là đây mỹ nó sẽ bảo là này bây giờ mấy thằng eu tao đã phát động chiến tranh trung quốc mấy trung quốc rồi bọn mày cũng phải phát động đi là vừa đúng không, quý vị làm mũi tấn công từ hai hướng về đập chết nó cho tao thế nhưng câu chuyện rằng là mỹ thì họ luôn có một cái bài rồi đúng không ạ họ đầu tư vào Mexico để mà Mexico từ đây xuất hàng sang Trung Quốc. Và họ đầu tư cả về Việt Nam để Việt Nam chúng ta cũng xuất hàng xuống Trung Quốc hoặc nhập hàng từ Trung Quốc rồi xuất lại cho họ. Và ngược lại thì Trung Quốc thì nó lại cũng là bố của cái trò này, đúng không ạ? Nó cũng đầu tư vào Việt Nam, chúng ta thấy đầu tư nước ngoài Trung Quốc giờ rất nhiều, có phải là nó đã về đầu tư việt nam để nó phát triển hay là nó làm cái lợi nhuận cho nó đấy là một phần phần thứ hai ấy, là cái mục tiêu của nó để nó cũng chuẩn bị lách đòn cấm vận đúng không, quý vị để nó xuất sang mỹ và nó mua hàng của mỹ và nó cũng đầu tư cực kỳ nhiều vào mexico quý vị nhá nếu bây giờ chúng ta ai mà nắm được tình hình mexico biết rằng là trung quốc bây giờ nó xây những cái tổ hợp công nghiệp khủng khiếp ở mexico và thậm chí còn sát với biên giới mỹ cơ như vậy là hai thằng nó đang chuẩn bị cho những cái trò chơi bẩn để nó úp sọt đúng không ạ nó úp sọt mấy cái ông châu âu còn châu âu thì sao dám làm như thế ở nước chúng ta đúng không quý vị đấy cho nên cái câu chuyện rằng là đấy là lý do thứ hai đúng không ạ lý do thứ nhất nếu là lý do chỉ cần thứ nhất không cần thứ hai cũng đã xong rồi nhưng lý do thứ hai thì quý vị nhìn thấy rõ ràng là hai thằng này ngoài mặt nó sẽ nói với thế giới là nó chiến tranh và tổng thống nó cũng bảo đấy bây giờ đời của tôi là tôi đã đập Trung Quốc và không cho Trung Quốc phát triển đúng không quý vị đấy, và rõ ràng nhé mọi người đều ghi nhận thế nhưng mà nó lại đi cửa sau vấn đề thứ ba thì thôi vấn đề này xong là chốt luôn không phải vấn đề thứ tư thứ năm gì nữa chúng ta biết thừa câu mà chúng tôi lặp lại từ đầu đúng không ạ nước nào chứ Việt Nam chúng ta đã trải qua 2.000 năm đánh nhau và hai cuộc chiến lớn cuối cùng đó là cuộc chiến với lại Trung Quốc và Mỹ và Pol Pot cũng là một cái gì đấy nó liên quan đến hai cái thằng đó Quý vị công nhận không ạ? Chúng ta thừa đủ cái trí nhớ và thừa được cái sự khôn khéo để mà không bao giờ lặp lại những cái thảm cảnh như thế ở đất nước chúng ta nữa. Và nếu quý vị mà chỉ cần sống tới 50 tuổi thôi thì chúng ta đã biết một điều rằng là những cuộc chiến tranh trong quá khứ của chúng ta ấy, nó liên quan rất nhiều đến cái việc mà cái câu hỏi này đặt ra. Đúng không quý vị? Căn cứ quân sự Đấy cái kiểu như thế hoặc là ngả phe này ngả phe kia Cho nên bây giờ đất nước của chúng ta đã nói rõ về nguyên tắc 40 Mà cái nguyên tắc 40 đấy ấy, thì không cần phải nhớ Chúng ta cũng hiểu được về nguyên tắc của nó Đúng không quý vị? Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ Mình tôi nóm lại một cái câu cuối cùng Nguyên tắc 40 nên nó chỉ đơn giản mỗi câu chuyện là không có gây chuyện Không có rảnh đúng không ạ? Đấy tập trung vào vấn đề làm ăn vậy thì chúng ta giữ được cái quan điểm như vậy thì chúng ta sẽ có quyền ngồi được nhiều mâm quý vị nhé sau này kể cả ông em nga mà có dầu nứt đố đổ vách nữa đến việt nam đúng không ạ hình thành thế tam cực đấy thì chúng ta lại được ngồi ba mâm lúc bấy giờ thì chúng ta lại có ba cái ví chứ không phải hai ví như bây giờ mà nếu sau này ông ấn độ mà ông to nữa mà ông lại muốn đến việt nam và ông tèn ten ten thì chúng ta lại ngồi bốn mâm đúng không, quý vị đấy còn nếu mà EU mà thức tỉnh kịp thời không khéo là còn được chúng ta ban cho ân sủng ngồi mâm thứ năm Vâng, thôi nhưng mà vui vui thế thôi không vui quá đúng không ạ như vậy chúng ta thấy rất rõ từ nguyên tắc thứ nhất nhất là nguyên tắc logic tự nhiên đúng không ạ ngồi nhiều mâm nguyên tắc thứ hai nó là nguyên tắc gì mà? và vâng à, nguyên tắc chúng ta là cầu nối của chính những cái thằng nó đang oánh nhau đấy đúng không ạ nó đang cạnh tranh và nguyên tắc thứ ba đó là lãnh đạo cũng như đất nước chúng ta cũng còn thừa khôn và thừa trí nhớ để mà vâng thừa khôn khéo đúng không ạ chứ không có dạy khôn <laughs> để để mà cân bằng được những lợi ích, để mà tối đa hóa lợi ích, đúng không quý vị. chứ tất nhiên chúng ta sợ thì tất nhiên ai cũng sợ chiến tranh rồi. À, ý nói rằng không muốn chiến tranh nó diễn ra, đúng không ạ? Mặc dù không sợ chiến tranh nhưng mà cũng không ai thích chiến tranh. thế nhưng cái câu chuyện nó không phải là vấn đề sợ, vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải tối ưu hóa được lợi ích quốc gia, đấy là cái điều quan trọng nhất. mà chiến tranh thì tất nhiên là nó không có phục vụ cái lợi ích quốc gia của chúng ta rồi và nếu chúng ta khéo thì không chỉ tương lai chúng ta ăn hai mâm mà còn có thể ba bốn mâm nữa câu hỏi thứ hai thì nó cũng liên quan đến câu hỏi thứ nhất và một trong những cái điều mà tôi cũng thấy khá đáng tiếc bằng có lẽ rằng là chúng ta còn những người à, vẫn còn tất nhiên chúng ta không quên đó là cũng điều đáng quý đúng không ạ nhưng mà chúng ta còn sống quá sâu đậm tức là còn sống ở trong quá khứ ký ức thì nó vẫn còn đó nhưng mà sống ở trong quá khứ thì là một cái câu chuyện hoàn toàn khác để dẫn tới nhiều những câu hỏi nó như thế này là nếu chúng ta tiếp tục buôn bán với mỹ hoặc trung quốc tức là có người thì hỏi là về mỹ có người thì hỏi về trung quốc hai cái người như thế thì hai cái trường phái thân trung quốc hoặc là thân mỹ đúng không ạ nếu chúng ta tiếp tục làm việc uh, buôn bán với mỹ và trung quốc thì chúng ta sẽ khiến bọn chúng mạnh lên đó chính là những kẻ thù của chúng ta vậy thì làm thế nào để chúng ta không tiếp tục làm ăn để ủng hộ những nền kinh tế của bọn kẻ thù chúng ta ngày xưa nữa nếu bọn chúng mạnh lên thì bọn chúng sẽ lại tèn 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 chúng ta và cái câu hỏi này thì nó rất nhiều nhưng mà bởi vì là họ đặt trong quá khứ rồi à, tôi không nhớ là cái nội dung nhưng mà nó đại loại nó như vậy và nó liên kết tới cái câu mà tôi cũng vừa vừa nói với quý vị À, và sở dĩ tôi thấy đấy cũng là một cái điều đáng tiếc đúng không ạ bởi vì dù sao thì tất cả mọi thứ nó là quá khứ quá khứ thì nếu mà nó là một cái điều tốt đẹp thì nó là một kỷ niệm đẹp đúng không, quý vị còn nếu nó không tốt đẹp thì chúng ta phải nhớ nó là một bài học bài học không được phép lãng quên để mà chuẩn bị cho tương lai à, không chủ quan đúng không ạ đề phòng trong tương lai Chứ không phải là đó là một cái kỷ niệm làm cho chúng ta một cái vết sẹo trong cuộc đời để chúng ta không thể làm gì được nữa. Chúng ta tê liệt. Nếu chúng ta mà lại không làm ăn với những thằng nó lớn nhất như thế thì cơ bản là cái người chết đầu tiên là chúng ta chết. Đúng không ạ? Còn những cái thằng thế kinh tế của nó lớn gấp mình vài chục lần thì nó không làm ăn với mình thì ngay lập tức có hàng tỷ thằng khác làm ăn với chúng đó. Quý vị công nhận không ạ? Thì tất nhiên là thôi thì cứ cho là nó nó đau một tí đi nó như mũi đốt đi nhưng mà rõ ràng là mình sẽ bị một cái vết chân voi nó dẫm vào mặt à, bây giờ chúng ta đang có cái mối quan hệ thương mại lớn nhất với cả hai thằng đấy à, Trung Quốc thì nó cung cấp chúng ta nguyên liệu vật liệu để sản xuất hàng hóa còn Mỹ thì nó mua hàng của chúng ta đúng ạ à? như vậy là nó đều trọng yếu cả không có thằng Trung Quốc thì nền công nghiệp sản xuất chúng ta chết ngay và như vậy rõ ràng là nhà máy đâu công ăn việc làm đâu gdp đâu phi công bất lực cơ mà quý vị đúng không ạ còn không có mỹ thì mình không có thương phi thương thì bất phú có nghĩa rằng là mình sẽ đói ngay. đúng không, quý vị một thằng làm mình yếu một thằng làm mình đói vậy thì bây giờ mình làm sao để có thể uh, không cân bằng được không có cách nào để cân bằng trừ khi sau này có những cái thằng nào nó to hơn những thằng đấy nó có thể thay thế đúng không ạ chắc là chúng ta cũng chờ đến đời tám hoánh thế còn uh, đấy là cái lý do mà về chúng ta đúng quý vị có nghĩa rằng nếu chúng ta không chơi không làm ăn với chúng nó thì chúng ta là người đau nhất đơn giản như thế thôi chúng ta đói nhất và chúng ta nghèo nhất chúng ta sẽ yếu nhất còn lại về phía chúng nó nó không đáng kể nó là mũi đốt thôi và nhiều khi mũi đốt ấy, lại làm cho người ta có sức đề kháng đúng quý vị nó cũng giống như cái việc lắp tạ đấy cho gấu nga thôi trừ khi những đòn chí mạng thì chúng ta mới có thể đè chết được đối phương làm nó không phát triển chứ còn chúng ta mà không làm với chúng nó thì nó không khác thì lắp tạ cho chúng nó tập còn nói thật đấy mà với những cái tư duy như vậy thì thực ra chúng ta chỉ có chui vào hang ăn lông ở lỗ thôi đúng không, quý vị làm gì có cách cái, cái cái tư duy nào trên thế giới bây giờ như thế được nữa mà có thể tồn tại được đến như ngay nước pháp đúng ạ ba lan eu mỹ kẻ thù của nước nga còn về mua hàng của nước nga thế mà chúng ta có phải là kẻ thù gì bây giờ của hai nước này đâu mà chúng ta lại đi không mua và không bán với nó. Phải làm hại chúng nó bằng cách là mua nhiều và bán nhiều vào. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải rèn luyện để chúng ta lớn hơn, mạnh hơn ấy thì cái sức nặng của chúng ta, cái đòn bẩy của chúng ta đối với hai quốc gia này nó càng ngày nó càng lớn, đúng không ạ? Để không vì bây giờ mình đang phụ thuộc vào nó mà dần dần nó phụ thuộc vào mình thì bây giờ nó mới là cái là cho chúng nó chết, ít nhất là như vậy. Vâng, như vậy thì câu đơn hòa trả lời đơn giản là không có cách nào, đúng không ạ? Trừ khi chúng ta chui vào rừng ăn lông ở lỗ với nhau hết thì mới có cách. Mà nó cũng chỉ giải quyết được phần thỏa mãn cảm xúc chúng ta thôi, còn chúng nó chắc là nó không chết đâu, mà không khéo nó còn mạnh hơn mà nó mạnh hơn nữa rồi và những láng giềng của chúng ta thay thế chúng ta thì chúng ta yếu đi và nghèo đi và đói đi mà thì cuối cùng chúng ta cũng không thể đảm bảo được cái hang cái lỗ của mình nữa một ngày nào đó thì người ta sẽ mang quốc mang sẻng đến đúng không ạ và nó cướp luôn cái hang cái hốc của mình tại sao các nước BRICS thì không ủng hộ Iran trong một cuộc chiến với lại Mỹ và Israel tại sao lại để họ ném bom tấn công tên lửa vân vân còn phía Mỹ thì bảo vệ Israel đến mức độ gọi là đến tận răng. Và Mỹ bảo vệ Israel thì thôi mình cũng không nói nữa. Đúng không ạ? Vậy nó là một cái sự thật. Nó vượt qua khỏi cái logic của một cái mình gọi là những học thuyết cường quốc siêu cường vân vân rồi. Bởi vì người Israel người ta có một cái, cái 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 tổ chức vận động hành lang. Đúng không ạ? Nhiều người nói rằng Họ đã khôn khéo đứng trên vai người khổng lồ, nhưng người thì nói rằng họ đã thao túng chính trường nước Mỹ, người thì nói rằng họ là một dự án của Mỹ, vân vân. Nhìn chung, Israel thì cực kỳ quan trọng đối với Mỹ. Ờ, và không có Israel thì người Mỹ sẽ mất đi cái thanh gươm quyền lực đồng petrodollar bởi vì họ không còn cách nào để mà thao túng gây hỗn loạn ở khu vực Trung Đông để mà đe dọa được các nước Trung Đông nữa những nước có nhiều dầu đấy đúng không ạ thế nhưng còn về các nước uh, brics thì chúng ta thấy một điểm nó nhiều quý vị hay đặt ra một câu hỏi là nga hèn không bảo vệ syri không bảo vệ uh, hep, uh, cái gì hezbollah không bảo vệ palestine vân vân đúng không ạ chúng ta phải thấy một điểm là mình nhìn vào cái, cái thế trận như thế này thôi mình phải hiểu một cái vấn đề là thế giới chúng ta nó vẫn còn đang ở trong kỷ nguyên thống trị của cái uh, chủ nghĩa bá quyền của phương tây Bây giờ nó chỉ có le lói ánh sáng dưới đường hầm là nó có cái sự trỗi dậy của BRICS để nó cân bằng cái thế đó thôi. Đúng không ạ? Chứ còn nói thật mấy quý vị biết là tại sao những nước như Ả Rập Xê Út hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay là kể cả Thổ Nhĩ Kỳ đi. Bây giờ họ mạnh trong khu vực như vậy, họ cũng chả sợ ai, họ cũng giàu có rồi. Nhưng mà tại sao họ lại phải sử dụng đồng Petrodola? Đúng ạ. Và họ bắt buộc phải nghe theo lời người Mỹ. Bởi vì họ không nghe thì ngày hôm sau họ có khả năng đối mặt với án tử luôn. Đấy là một cái điều chúng ta nhìn thấy rõ, có nghĩa rằng các quốc gia ở Trung Đông thì tìm mọi cách để mà họ nhận thấy cái thấy thời cuộc đến rồi, nhưng họ phải tìm mọi cách để họ nhích dần và họ cân bằng cái quyền lợi, chứ họ cũng không dám quay lưng lại với Mỹ. Đúng không, quý vị? Và kể cả khối BRICS cũng thế thôi. Bây giờ thì tuyên bố thành lập tạo cái này làm cái kia vân vân, nhưng mà cũng ở trong một cái thế làm phải vừa làm chậm vừa chắc chứ không có cái dạ gì để dám làm để nó manh động cả bởi vì bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng ấy là giả sử như khối brick phát triển rất nhanh và nếu mà nhanh nhanh họ lật kèo họ lật kèo ấy thì thứ nhất ấy là nếu nhựa phát triển nhanh như thế họ sẽ gây ra một cái sự phản ứng dữ dội từ phương tây và là họ sẽ tiến hành những biện pháp chống trả cực kỳ là khắc nghiệt đúng không ạ và cái điều đấy nó không tốt đã làm kháng chiến và khởi nghĩa thì phải biết chọn thời điểm và phải biết nhẫn nhịn chứ không thể nào bô bô nói rằng là tôi đang khởi nghĩa ở căn cứ này căn cứ nọ được. Thứ hai nữa, giả sử như họ mà có một cái thế long trời lở đất ấy thì họ cũng sẽ dồn Mỹ và phương Tây và một cái thế là đường cùng và thế đường cùng ấy người ta rất dễ làm bậy. Đúng không, quý vị, và người ta làm bậy không ai làm gì được. Đấy là một cái điều chúng ta thấy rõ ràng là chưa đến lúc để mà các nước BRICS hay là phương Nam để có thể nói rằng là hành động một cách nó manh động. Đấy là chúng ta hiểu về cái thế trận như thế đã để mình có cái cái bối cảnh chứ không phải là nó đơn giản như việc là có thể làm giống như phương Tây đối với lại phương Nam từ ngày xưa đến giờ đúng không ạ? Cho nên thế trận nó vẫn còn đang nghiêng về phương Tây và không có hành động manh động để mà nó dẫn tới những cái hành động phản kháng, nó giật lùi, nó rất là không có lợi cái đấy là nó, nó chúng ta nhìn thấy ai đang lãnh đạo thế giới đa cực đó chính là putin tập cận bình đấy là những con người người ta hết sức nhẫn nhịn đúng quý vị người ta không manh động cho nên chúng ta thấy chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi thứ hai thì nếu như mà Brick mà che chắn iran mọi thứ giống như là với lại mỹ với israel thì chúng ta thấy rằng họ cũng chẳng khác gì cái thế giới phương tây cả đúng không ạ Cơ bản như vậy thì rõ ràng một điều rằng Iran lại là một cái con cờ trong cái thế trận của các nước cường quốc, chứ không phải là một cái cái nước Iran mà bây giờ họ muốn trở thành nước thế chân vạc, một cường quốc ở Trung Đông. Đúng không ạ? Thứ nhất, cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là cách tiếp cận của BRICS đó là cái cách tiếp cận mà nó để cho người ta có khả năng tự chủ, tự quyết người ta hỗ trợ hỗ trợ những vấn đề liên quan đến chính trị hỗ trợ liên quan tới các cái vấn đề công nghệ vấn đề kinh tế nền tảng tức là chống lưng chứ không có thay ra để đánh thay trước mặt cho không có che đạn mà chống lưng hai cái cách nó rất là khác nhau đúng không ạ chống lưng thì ông mới khỏe được chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc ấy, là nếu như mà chúng ta giúp đỡ người khác ấy, thì chúng ta nâng đỡ người ta ở đằng lưng thì người ta mới khỏe chứ còn chúng ta mà ra che chắn trước mặt cho người ta che mặt ấy thì chúng ta chỉ làm cho người ta yếu đi thôi và chỉ che được một lần thôi, đúng không, quý vị. Nhưng mà chống lưng lên thì cũng giống như là chúng ta rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống ngủ nghe để cho cái uh, gọi là mình gọi là cái gì uh, hệ đề kháng ấy, miễn dịch ấy nó khỏe lên thì người chúng ta khỏe. đúng không, quý vị. Còn chúng ta nếu mà chúng ta chỉ trốn trong hang hoặc là chúng ta ăn thuốc bổ uh, để vân vân thì nó chỉ tạm thời cái lúc đấy thôi. Còn đến khi gặp khó khăn thách thức, chúng ta không có khỏe và chúng ta rất dễ ốm. À, ở thủ đô thì người ta hay bị dị ứng đúng không ạ, hay bị này nọ, thế nhưng mà về những cái vùng quê, vùng núi có ai bị dị ứng hải sản, dị ứng thú rừng hay không đâu, đúng không ạ? Nó chả ai bị như vậy cả. Không có ốm vặt, hắt hơi sổ mũi, cúm giếc linh tinh. Như vậy cái cách tiếp cận nó khác nhau. À, thứ nhất là về phương pháp, thứ hai là người ta không muốn giống phương Tây, thứ ba là người ta thực sự cũng không có đủ nguồn lực. Bây giờ thì Nga làm gì mà có thể có đủ nguồn lực ra để chắn được cho Syria và Iran? Đúng không, quý vị? Nếu mà quý vị nghĩ rằng đủ nguồn lực thế nên chúng ta ảo tưởng rồi. Nga còn đang phải mải mê một cuộc chiến Ukraine và phải chuẩn bị thế trận để chống NATO trên toàn hướng uh, chiến trường miền Đông, miền Bắc và miền Nam mà không khéo cả miền Tây nữa. À miền Tây, miền Nam, miền Bắc mà không khéo cả miền Đông nữa. Làm gì còn đủ sức để mà có thể lôi ra bom đạn rồi nay nọ để chắn được cái đấy đúng không quý vị cho nên là cái đấy mình cũng phải nhìn thấy nó rất rõ mình phải thực tế và chúng ta thấy một điểm rằng là nga chống lưng thì họ sẽ không có một cái sự leo thang trực tiếp căng thẳng với israel với người mỹ và có thể dẫn tới ngoài việc kiểm soát ngoài vùng kiểm soát bây giờ nếu nó không lợi thế cho cái thế trận của khối BRICS cho nên là họ sẽ không làm đấy là một hành động rất khôn ngoan như vậy là kể cả những vấn đề phương pháp, những vấn đề thực tế, thực chất đúng không ạ? Và vấn đề nguồn lực chúng ta đều thấy là họ chưa họ không làm như thế đối với Iran. Còn chúng ta biết rằng là thực tế thì Nga vẫn làm. Nếu như họ có điều kiện, ví dụ như bây giờ hôm trước thì họ đã bán cho Iran một lô Su35. Hôm vừa rồi họ lại đẩy ra một lô SU-35, họ cung cấp công nghệ phòng không, công nghệ tên lửa và thậm chí cả công nghệ hạt nhân nữa, đúng không ạ? Đấy là chúng ta chưa biết rõ nhưng mà khả năng là rất cao. Về cái hạt nhân còn những cái kia thì đã chốt rồi. Thì như vậy là họ giúp cái cái, cái Iran toàn bộ những cái thứ để truyền công lực cho Iran để có thể chấn đánh nhau được với Israel và người Mỹ, chứ họ không có đánh thay. Quý vị công nhận không ạ? Thế cái nào là cái hay? Bởi vì chúng ta đánh thay chúng ta chỉ đánh một lần thôi, chúng ta làm sao đánh mãi được? Đúng không ạ? Đấy, câu chuyện nó như thế Còn cái thứ ba ấy Thì chúng ta thấy rõ một điểm rằng là Bản thân hãy nhìn vào Iran Họ là một cường quốc từ cổ trí kim Có thể nói rằng Iran chính là một trong những cường quốc duy nhất Nếu mà nói về toàn cầu nhé Toàn khu vực Á-Âu ngày xưa nhé Mà thế giới văn minh ấy Chứ mình không nói về cái Trung Quốc Nó hơi thiên về phương Đông Thì họ đã trải qua cái đế chế ba tư đệ nhất Đúng không ạ? thời những năm uh, gọi là gần 1000 trước công nguyên, đệ nhị thời vua Darius hồi Alexander rồi đệ tam cái thời trung cổ. Đúng không ạ? Bây giờ thì chắc chắn họ cũng mơ về cái tế đế chế Ba Tư đệ tứ. Uh, tức là gì? Họ đã có máu cường quốc từ ngày bé rồi trong trứng nước, cho nên chúng ta thấy người Ba Tư nó rất khác với lại người Ả Rập hay là người hồi giáo khác. Họ không giống thế nào, tư duy nó rất là khác họ không có ăn nhờ ở đậu họ không có làm công cụ họ không có thỏa hiệp có nghĩa rằng là họ rất là đầu gấu đúng không quý vị thế thì một cái đất nước như vậy thì đâu nó cần đến cái việc là nga phải đánh thay trung quốc phải đánh thay đâu nó cần là cần cái sự giúp đỡ về mặt kinh tế về mặt chính trị hậu thuẫn công nghệ này nọ còn đánh nhau nó thừa sức để đánh nhau với người mỹ người israel nếu như mỹ và israel không sử dụng đến hạt nhân ấy mà thì quên đi để có thể ăn được iran còn lâu iran thì cũng như nga thôi nếu mà đi tấn công người khác thì khó nhưng mà để mà bảo vệ họ thì nó quá đơn giản đúng không ạ cho nên là những cái gì chúng ta hãy thử nhìn xem israel đáp trả thì cũng chỉ đáp trả bằng mấy cái uav chứ làm gì dám tấn công tên lửa vào đâu ờ, chúng ta thấy rõ ràng đúng không ạ mỹ cũng đâu có dám tấn công tên lửa vào iran đâu vậy thì rõ ràng cái mối nguy hiểm duy nhất của iran đó chỉ là vấn đề hạt nhân thôi và chắc chắn rằng là nếu mà Iran không tự động tự lực cánh sinh thì bây giờ Trung Quốc, Triều Tiên hay Nga thì cũng đang bơm vá một hình thức nào đó rồi. Mà về logic thì không có cái gì là chúng ta thấy không viện đấy không thể diễn ra, không khả năng diễn ra. Đúng quý vị? Cho nên là chúng ta thấy rõ ràng với nguồn lực như vậy thì Iran còn sợ cái gì nữa? Có nghĩa là họ chỉ cần một thời gian 6 tháng nữa là họ đã có cái sức răn đe hạt nhân và nếu họ có răn đẹp nhân mà không khéo bây giờ họ có rồi thì làm gì mà iran Israel uh, và mỹ manh động nữa mỹ mà manh động tấn công iran thì ngay lập tức iran sẽ tấn công vào israel là cái gì quan trọng hơn đối với người mỹ nếu mà mỹ mất israel thì coi như họ cũng mất luôn cả vùng trung đông mất trung đông thì họ mất petrodola đúng không ạ mỹ có hai thanh bảo kiếm một là cái nato là cái lá khiên, là cái khiên. hai là cái israel là cái thanh kiếm mất đi một trong hai cái đó thì còn đánh nhau cái gì nữa làm gì còn bá chủ thiên hạ được nữa đấy là chữ kể nếu mà Israel hay Mỹ tấn công hạt nhân vào Iran thì kể cả là Iran không có vũ khí hạt nhân chắc chắn rằng sẽ có những quả vũ khí hạt nhân tấn công vào đồng minh của Mỹ ở đâu đó làm gì có chuyện thế giới bây giờ chúng ta biết là nga là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới họ có rất nhiều phương tiện để mà vận chuyển ship hàng nó, nó linh hoạt hơn người Mỹ nhiều đúng không, quý vị mình phải đẩy tất cả những yếu tố đó nó làm yếu tố tuy nhiên thì tôi cũng không loại trừ khả năng Iran có thể bị tấn công hạt nhân mặc dù cái tỷ lệ nó rất thấp bởi vì tại sao bởi vì bây giờ là thời điểm nó rất nhạy cảm nếu như mà đặt vào vị trí của Israel uh, nhá thì họ đã bị tẩy não đến mức độ là họ coi nếu Iran tồn tại và vũ khí hạt nhân thì sinh mạng của cái đất nước họ sẽ bị tồn vong bởi vì Iran có cái tham vọng xóa sổ Israel như vậy nếu Iran có vũ khí hạt nhân thì một ngày nào đó họ sẽ bấm nút, cho nên là cũng không phải là uh, cái mức độ mà cái tỷ lệ đấy bằng không là Israel và Mỹ có thể đánh đòn phủ đòn hạt nhân vào Iran. Mặc dù thì nó cũng thấp thôi. Thế còn bây giờ chơi kiểu uh, bẩn thì kể cả Iran có bị tàn phá hạt nhân đi chăng nữa thì làm sao có thể khẳng định một điều rằng có một cái tàu ngầm nào đó ở giữa đại dương nó sử dụng hạt nhân bắn vào Israel và nó nói rằng là đấy là của Iran thì ai làm gì được? ai biết được nó là ai mà biết được thì làm gì đúng không, quý vị chúng ta thấy là cái việc bấm nút hạt nhân nó không phải đơn giản đâu nhiều người cứ thích bảo nói bấm này bấm kia xóa sổ đi à, nhiều người, người bảo uh, sao nga bạn không xóa sổ nước anh đi thế tôi hỏi quý vị rằng là thế xóa sổ nước anh đi thì bản thân nước anh nó cũng có những hạm đội tàu ngầm hạt nhân mà nếu như nó bị xóa sổ cả luôn hạm đội tàu ngầm hạt nhân đấy thì chẳng nhẽ rằng là nước mỹ hay là bất kỳ một quốc gia thù địch nào với nga nó không có những hạm đội giả vờ là tàu anh để nó bắn hạt nhân vào nước nga thế mức bây giờ làm gì được? đúng không, quý vị cho nên là mở một cái kho vũ khí hạt nhân để đánh nhau ấy là mở một cái hộp chết chóc có nghĩa là mở cửa địa ngục đúng không ạ chết là chết chung bởi vì nó tạo ra tiền lệ để người ta có thể leo thang và không thể kiểm soát được nếu quý vị mà nắm được những cái vấn đề lịch sử cái thời cận đại của chúng ta ấy, nó có những cái tàu mà gọi là tàu dạng như bây giờ người ta gọi là cướp biển ấy, nhưng ngày xưa nó không phải cướp biển những cái tàu private privateer nó là những cái hạm đội của các đế quốc mà trong đó người Hà Lan là trùm, sau đó đến người Anh và cả Tây Ban Nha nữa. Những cái tàu đấy nó không cắm cờ nước nào cả, nó cắm cờ cướp biển. Nhưng mà những tàu đấy nó là tàu của các chính phủ. Để làm gì? Để nó được đi nó bắn phá cướp bóc phong tỏa tùy ý không ai làm gì được nó. Không ai làm gì, không ai tuyên bố chiến tranh được. Đấy, gọi là cái hạm đội privateer mà ngày xưa nó thống trị ở các vùng Caribe và dọc cái khu vực biển Đại Dương. Và cái đấy nó tồn tại đến gần chiến tranh thời hiện đại này thì bắt đầu nó mới hết mà nó gây ra không biết bao nhiêu những cái cuộc chiến à, kiểu kiểu như vậy mà không ai biết đường để mà tuyên chiến lẫn nhau. Vậy thì chúng ta tưởng tượng cái nguyên tắc ở đấy nó áp dụng vào cái thời hiện đại có tàu ngầm, có vũ khí hạt nhân, thế thì thế giới chúng ta nó đi về đâu? Đúng không ạ? mà đặc biệt là những nước mà bị cùng đường họ sẽ làm mà tôi tôi lo các vấn đề liên quan đến của ukraine đấy họ cũng sẽ có một cái kiểu như vậy đúng không ạ mà không vấn đề hạt nhân thì chúng ta sẽ thấy rằng sẽ có rất nhiều tàu ở đại dương tự nhiên cắm cờ ukraine tấn công vào tàu của nga đúng không ạ và họ nói rằng đấy là ukraine <laughs> làm gì được nhưng mà những cái đó thì chỉ những nước mà đường cùng người ta mới được phép làm thôi. Chứ còn những cái nước mà đang ở thế thượng phong thì chả ai dạy để đi làm. Đúng không ạ? À, nếu mà làm thế thì có nghĩa rằng là mở cái hộp mà như tôi nói ra. Đấy, hộp virus đấy ra. Và dẫn tới một cái cuộc đi săn, đúng không ạ? À, của tất cả các nơi nó hỗn loạn thế giới. Còn lại chúng ta nhìn thấy Iran, Israel hay là Mỹ... Thì tất cả họ muốn áp chế thuộc kẻ địch của mình cơ bản là để cho họ được sống được sống sung sướng đúng không ạ thế thì họ cũng không dạy gì để mà họ có thể khiêu khích một cái tức là mở ra một cái cái cửa cánh cửa địa ngục để mà cho các con quỷ nó lên rồi nó ám toàn thể thế giới họ cũng không thể thoát được cho nên là đó là một cái việc chúng ta cần cân nhắc đúng không ạ như vậy thì kể cả ba cái yếu tố như thế chúng ta đều thấy một là chúng ta thấy cái cách tiếp cận của brick nó khác với lại cách tiếp cận của phương tây và người ta đang có một cách tiếp cận an toàn đúng không ạ và hiệu quả đối với cái vấn đề các vấn đề địa chính trị trên thế giới để không rút dây động rừng không manh động không gây ra hoảng loạn người ta nói với lại phương tây rằng chúng tôi muốn thiết lập một thế giới mà công bằng hơn chứ người ta không nói rằng uh, tôi đánh đổ cái uh, cái ngôi vương của ông đúng không, quý vị người ta nói như thế thôi có nghĩa rằng người ta không muốn mọi thứ nó có cái phản ứng nó quá 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 giật lồi thứ hai thì chúng ta thấy dựa vào những cái phương pháp luận của BRICS thì chúng ta thấy rằng là cách tiếp cận giúp Iran là nó rất lớn nhưng mà nó không có đánh thay đấy, chúng ta nhớ một cái điều như vậy và vì là đánh thay thì nó chỉ đánh thay được một lần thôi đúng không ạ đấy và chưa chắc đã đánh thay được đâu à, cho nên chúng ta thấy rất rõ là cái người ta tìm cách giúp để Iran thực sự mạnh lên chứ không phải là để mà đánh hộ iran đấy là một cái nguyên tắc giống như là nato họ giúp ukraine để ukraine đánh nhau với nga để nga suy yếu chứ còn họ không có vào đánh hộ ukraine nguyên tắc đấy nó rất rõ ràng chúng ta chỉ nhìn qua người mỹ trong cuộc chiến với nga mà thậm chí là nato có đánh nhau với nga ấy mà thì cũng chỉ có người nato đánh nhau với nga thôi chứ còn mỹ nó xem đem quân đến để nó chống rong cờ mở để hai bên đánh nhau tới chết đúng không ạ chứ chả dại gì cả thứ ba là iran nó cũng không phải là tay vừa tôi có thể nói với quý vị rằng là không bao giờ một cái nước iran có một cái quá khứ bề dày như vậy trải qua bao nhiêu năm cấm vận thăng trầm bao vây tấn công từ phương tây bây giờ họ đứng vững và bây giờ họ đang cho phương tây đặc biệt họ cho israel nếm trái đắng mà họ không bị thao tổn cái gì thì cho thấy rằng họ là một quý quốc gia nó không phải dạng vừa nói thì nó nhiều thứ lòng vòng nhưng nó không phải là tầm thường đúng không, quý vị cho nên là một quốc gia như vậy thì nó cũng chẳng cần các cái nước khác để mà mang tính chất là đánh hộ nó đâu quan trọng là nó cần sự hỗ trợ thôi còn lại thì mỗi một cái điểm trừ đó là iran cũng sẽ phải đối mặt với một cái nguy hiểm hạt nhân trong một thời gian một hai năm đúng không, quý vị đấy và chắc chắn là nó có nhưng mà nó cũng không có quá lớn và tôi tin chắc rằng Nga mới chung mà cũng có những cái hoạt động răn đe nào đó để mà che chở Iran cho đến khi mà Iran có thể trụ vững được uh, hoàn toàn độc lập về các cái chương trình răn đe hạt nhân của mình. Còn hãy nhìn vào thế trận quý vị nhé. Israel thì đang gây tổn thất được cho vài nhân sự của Iran. Iran nó có gần trăm triệu người mà bây giờ nó vẫn đẻ ác. Thế thì làm sao mà giết được hết quan chức của nó đúng quý vị chết là chết cái ông tướng qua sa mi ấy thì ông ấy là người xuất chúng thì thôi mình nói nó qua rồi nhưng mà đấy là do người mỹ thời ông Trump giết cơ thế còn bây giờ thì israel cũng chỉ tấn công vào các vị tướng tá thôi thì câu chuyện là đến chiến tranh như nga thiệt hại như thế hôm trước hôm sau đã có ông thay rồi đúng không ạ thì iran nó đâu phải thiếu người đâu cho nên cái đấy nó không giải quyết nhiều nhưng mà hãy nhìn xem bây giờ các cái thế lực kháng chiến của israel đã làm cho israel bị khốn đốn như thế nào đúng ạ và người Mỹ bị hao tiền tốn của và chảy máu chất xám chảy máu uy tín chảy máu tiền bạc nguồn lực ở đây bao nhiêu có nghĩa rằng là Iran đang là cái quốc gia tiền tuyến sử dụng cái hệ thống kháng chiến hồi giáo để mà gây cơn ác mộng cho Israel và đấy là lý do mà Israel luôn phải tìm cách tấn công để mà đáp trả vào các vị tướng vị tá mặc dù họ biết rằng cái đấy thì chỉ là đáp trả để cho mang tính chất cảm xúc thôi đúng không ạ thế nhưng mà rõ ràng nó không giải quyết được nhiều bây giờ thì kể cả hamas họ còn chẳng đánh được đất nước của họ thì tan hoang rồi miền bắc tan hoang thủ đô cũng bị tấn công kinh tế thì gọi là te tua đúng không ạ hamas thì vẫn còn đó uy tín thì bị ảnh hưởng khủng khiếp Nói chung là cái cuộc chiến này đã kéo lùi Israel trở lại không biết bao năm. Như vậy thì chúng ta thấy rõ một điều rồi đây ai đang thắng và một kẻ thắng như vậy thì cần có phải thay đổi nguyên tắc về cuộc chơi hay không? Cần phải người ra đứng ra để đánh hộ hay không? Đúng không, quý vị. Vâng cảm ơn quý vị rất nhiều đã đặt những câu hỏi gọi là quá thú vị và chúc quý vị có một buổi tối ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.